Với con chip Dimensity 8200 ở năm 2024 và chạy trên cái phiên bản là ColorOS 14, có nghĩa là Android 14, hiệu năng nó sẽ như thế nào? Và một cái điểm thú vị nữa nhé, là cái con Oppo Reno 11 5G phiên bản nội địa chung ấy, thì nó chính là cái con Oppo Reno 11 Pro đang bán chính hãng nha, hay chưa? Mà cái con Oppo Reno 11 Pro đấy pin ấy còn kém hơn cơ. Mình vừa check giá của chiếc Oppo Reno 11 Pro tại Thế Giới Di Động là 16.490.000 đồng. Và cái chiếc điện thoại nó gần như là y xỉ so với cả là cái con 11 Pro chính hãng mình đang cầm trên tay đây, thì nó chỉ có mức giá là dưới 8 triệu thôi, rẻ hơn một nửa. Thấy chưa? Anh em thấy sự kinh khủng của sách tay chưa? Mà các bạn cũng là ROM quốc tế nhá, đầy đủ tất cả những dịch vụ Google ở đây. Quan trọng hơn nữa là thông báo của nó cũng sẽ ok hơn. Rồi, bây giờ mình sẽ thử test về hiệu năng của con chip Dimensity 8200. Và con chip này thì cũng đã bắt gặp trên một số thiết bị rồi. Đó, xem là nó có thể chơi game được như nào và cái mức hiệu năng của nó bật được ra sao nhá. Anh em đừng quên nhấn nút đăng ký cũng như bật nút chuông để nhận thông tin về video mới nhất nhá. Đầu tiên là từ game Liên Quân Mobile. Mày vẫn giữ đa nhiệm, lúc ấy thì mình có dùng để tải các dữ liệu mà. Thì ấy, như mình đã nói là con này đã up ROM quốc tế lên rồi, thế nên là cái khả năng đa nhiệm nó sẽ tốt hơn nha. Em thấy chưa, một con chip đến từ thương hiệu MediaTek bây giờ nó cũng rất là ngon rồi. Dimensity họ giờ tối ưu cực kỳ tốt luôn, siêu cao, HD và cao, và đương nhiên là FPS cũng ở cái mức cao nha. Ok, mình vào rồi anh em ạ, mình bấm giờ này. Máy còn 65% pin nhá. Oppo Reno 11 5G hay còn gọi là Reno 11 Pro chính hãng, thì nó sẽ có viên pin là 4800 với sách tay. Chính hãng nó chỉ là 4600 thôi. Máy thì rất là gọn nhá, mà nhét được viên pin thế là ok. Mình xem nào, 65% pin đúng không? Cho sáng lên tí nữa này. Rồi, loa của nó rất là to nha, một loa thôi mà rất là to. Trên thoại này thì nó sẽ có một cái trọng lượng chỉ là 184g thôi, rất là nhẹ. Và thiết kế thì cực đẹp luôn. Đây, chờ chút mình sẽ quay đánh nốt con này. Khung hình HD siêu cao thì mình sẽ để trên này nhá. Đây, thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Bởi vì trên thoại đang bán chính hãng mà gần 17 triệu thì các bạn biết là phải rất chú trọng vào thiết kế đúng không? Đau, đau, đau. Ui, được chưa? Đó. Thôi 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 thôi. Ui, sao? Được quả lật kèo hơi bị hay luôn. Thực ra là đánh thì mình cũng đánh trình cùi thôi. Chẳng qua là trong những cái pha combat thì mình thấy là máy có một cái mức hiệu năng khá ổn. Các bạn vuốt từ trái sang thì có cả mức chế độ game thủ chuyên nghiệp nhá, xem được FPS ở trên đấy luôn. Với những tựa game mà nó không hỗ trợ đo FPS ấy, màn hình thì thác nước OLED 6,7 inch, độ sáng cao, độ phân giải Full HD cộng. Con này thì bản tối thiểu nó đã là 256GB rồi, là chuẩn 400 tốc độ, và đương nhiên là chuẩn 400 tốc độ cao luôn, 3.1 nhá, 50 chấm và có chống rung hoa học, có chống rung hoa học luôn. Quay phim 4K, selfie 32 chấm, những thông số rất là tốt. Oppo thì họ thường tập trung nhiều vào camera, đánh không mất máu luôn, sợ thật. Vừa đánh vừa hồi máu. Đây. Trời ơi. Cái này khỏe chưa? Ui, nó đánh chí mạng. Dã man. Đấy, combat rất mượt nhá. Rồi,
Vậy là sau hơn 8 phút thì chiếc điện thoại này nó đã xong và nó hết 2% pin anh em nhé. Ở phần mặt trước thì có 32,4 độ C thôi. Dimensity 8200 nó làm con chip 4 nanomet hỗ trợ 5G và nhiệt độ rất ok đến từ MediaTek. Kiểu như con chip này mình cũng test trên rất nhiều máy rồi. Đó. Chơi liên quân mát chưa? Này thì chơi mùa hè anh em cũng yên tâm luôn nha. Dimensity 8200 thì cũng có zít có zát anh em ạ. Đây anh em nhìn xem, nó bật được cả HDR cực độ, trong khi có rất nhiều máy dùng 8200 chỉ bật được mượt ở cực độ thôi. Ông Oppo này ông hợp tác với cả PUBG và những cái game ác phết nha. Cái này hoan nghênh hoan nghênh. Rồi xem HDR cực độ nó sẽ như thế nào nhá. HDR cực độ này, uầy, mượt vãi anh em ạ. Không nhưng mà cái từ từ, biết đâu lúc nữa giật thì sao đúng không? Bởi vì bản thân nó là một con máy rất là mỏng nhẹ, chỉ có 7,6mm thôi. Bởi vì sao mà nhiều khi anh em vẫn thích lựa chọn máy xách tay đấy. Như mình đã nói thì con này nó gần như là con Reno 11 Pro chính hãng. Cấu hình nó cũng gần như y xì luôn, nó chỉ khác pin và sạc thôi. Con này thì pin 4800 sạc 67, còn con chính hãng là pin 4600 và sạc 80 đấy. Mà nó chênh lệch gần gấp đôi giá, dã man thật. Ra có nhiều hãng điện thoại Trung Quốc trên thị trường lắm, nhưng mà Oppo và Realme nhé thì mình thấy là một trong những hãng mà nó làm về cái màu sắc rất nịnh. Hồi xưa thì nó còn bị rực cơ, bây giờ thì họ làm nó mọi thứ nó vừa phải hơn đấy. Nhưng mà quan trọng là nhìn nó cái gì ấy. Ôi thôi, cái gì đã dẹo anh em ạ, nắm địch thế nhỉ. làm bàn mới. Ok, cái ván vừa xong thì chết nhanh quá. Irango là một cái map rất là rộng đấy. Cái đoạn từ 3 phút 15 đến 4 phút 07 thì đoạn đấy là chúng ta bị dẹo nhá. Vậy nên không mình nó bị gập gành như kia đấy. Còn vào trận thì đương nhiên là nó sẽ thẳng hơn. Mình thấy là trong cả cái quá trình chơi thì con Reno 11 5G hay còn gọi Reno 11 Pro chính hãng nó không bị nóng lên nhiều đâu, ấm ấm đó. Con chip này nhiệt độ rất ngon. Mà anh em thêm cái phương pháp tản nhiệt nữa thì hoặc là anh em chơi trong phòng điều hòa, hoặc là anh em chơi trong mùa đông này. Ok, pha tiếp đất thứ hai vẫn mượt nhỉ. Được. Một con máy mà chuyên về chụp ảnh màn hình mà có cái hiệu năng như thế này thì ok. Đấy, ngoài việc chụp ảnh ngon ra thì chúng ta còn chiếc máy chơi game ngon. Cái chế độ HDR của PUBG lúc nào nhìn nó cũng rất là điện ảnh đúng không? Nhưng mà anh em thấy không hề bị sạm. Xiaomi mà trong tầm giá này chắc chắn là nhìn nó sẽ hơi sạm sạm rồi. Mỗi người sẽ có một cái quan điểm màu sắc nhá. Mình thì mình thích cái kiểu nó hơi nịnh mắt một xíu, nhìn hàng ngày nó kiểu vui tươi hơn. Có ai đó nhẹ nhàng vượt qua nơi đây. Đấy. Lại dẹo. Ok, tôi thấy là sẽ dừng PUBG ở đây thôi. Chơi quá gà rồi. Chơi được 19 phút 30 giây. Còn 59 có nghĩa là hết 6% pin. Phần mặt trước thì bây giờ lên là 36,3 độ C. Chưa đến 40 độ luôn. Dã man thật. Sau có 40,5. Con chip 8200 nhiệt độ gọi là tối ưu cực kỳ tốt. Liên quân bật được HD siêu cao và cao. Khung hình trung bình là 59,8. Và trong quá trình mình chơi thì mình thấy máy giữ ổn định ở mức là trên 59,5 nhá. Không thể cảm nhận được cái sự giật lag đâu anh em ạ. Máy mượt, combat ngon. Còn với PUBG thì mình để được cái mức cũng rất là tuyệt vời luôn, HDR cực độ. Trong khi đó nhiều máy sử dụng Dimensity 8200 mà mình đã test từ trước nay hầu hết là chỉ bật được mượt và cực độ thôi. Dù gì sản phẩm này đang được bán chính hãng mà, nó phải tối ưu chứ. FPS trung bình sẽ là 57,5 nhá. Thực ra nếu mà nó không bị sụt ở cái đoạn 3 phút 16 đến 4 phút ấy, cái đoạn đấy là mình về sảnh ấy, thì mình nghĩ là cái khung hình của máy phải gần sắp xỉ 60 rồi. Trước đây là trải nghiệm hiệu năng của mình trên chiếc Oppo Reno 11 5G hay còn gọi là Oppo Reno 11 Pro chính hãng. Đấy, hai con thì cấu hình gần như tương đương nhau. Sản phẩm này thì đã áp sẵn cái ROM quốc tế rồi và con chip Dimensity trên chiếc điện thoại này mặc dù nhỏ gọn mỏng nhẹ nhưng mình thấy là tối ưu khá ngon. Nó sẽ làm chiếc máy mà dành cho các bạn thích chụp ảnh nhưng mà thi thoảng mang ra để giải trí thì cũng ok. Viên pin 4800 mà nhét trong một cái khung thân hình như này cũng nhận ông Oppo rồi. Em nghĩ sao về chiếc điện thoại này? Đấy, trong phân khúc giá là dưới 8 triệu thì các bạn có yêu thích sản phẩm không? Đừng quên để lại ý kiến nhé. Và tất cả những chiếc điện thoại mình quay mình đều có bán, em hãy nhắn tin qua mình ở Facebook và Zalo nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.